Và nói đầu tiên Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu phát quà của em gái Canada hỗ trợ chương trình phát gạo ngẫu nhiên giúp cho bà con nghèo và những khó khăn. Đây là việc làm công đức vô lượng, một phần quà gạo vậy là 140.000 10 kg. Chúc cho Nga Phạm được nhiều sức khỏe, hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 09 09. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này. Và chị tên gì? Bà Quỳnh Thị Giảng. Rồi cho Dương Hậu trao phần nha. Chị Hậu.